Hello, xin chào 1.000 anh em đang theo dõi chúng em đang lên rừng bắt chim, rừng. Chơi bắt chim. Đẹp đấy nhở? Đẹp cảnh đấy. Thứ, thì cảnh bọn em đẹp không? Nhìn đẹp không? Thiên nhiên. Ừ, bọn đang nhìn xem mình làm gì đấy. Hả? Đẹp rồi. Thế ngoài đường cái chắc là. Ra đây chơi. Ra đây. Không chưa nhận được mình đâu. Đi đâu đây? Bọn cháu lên rừng bắt chim. Đi kiếm chim. Đi kiếm ăn. À, chị ấy, chị Hồng không biết rồi. À, chị đưa hai bác ở kia rồi. Giờ cứ quay lửa tự nhiên. Tự nhiên. Một lúc đó hơi ngại ngại. Đây bọn em đi vào rừng nha, vào rừng quay rừng đồi đẹp không? À, về lên tôi đi xong rồi. Sáng nay Bình nó gửi cho mình, chưa kịp vào xem Bình gửi ra xem luôn. Đẹp quá. Rồi thiên nhiên rất là nhiều chim nhé. Đây. Rừng đồi cò Ba Vì ấy. Rừng cò Ba Vì. Đây là rừng cò Phú Thọ, rừng cò đồi. Rừng cò Ba Vì. Thì bây giờ nó chuyển thành là rừng cây keo. Đấy, đẹp không? Tuyệt vời. Cảnh bọn em đẹp tuyệt vời nhá. Rất là thú vị. Anh em đến đây, xin mời anh em đến đây ngắm cảnh nhá. Đồi Ba Vì rất là đẹp tuyệt vời luôn. Quay cái trang cây to rồi. Rất là đẹp. Đấy, cây cao, thân cao, quá là tuyệt vời, nhiều lắm luôn ấy, đẹp lắm luôn ấy, đẹp lắm luôn, thiên rừng luôn. Đây là rất là nhiều chim. Đấy, rất là nhiều chim hót. Bọn em hôm nay đi khám phá. Xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại nhá. Gặp lại anh em nhá.